Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì như đã hứa ở những cái video trước thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 cái dự án rất là tiềm năng trên cái nền tảng Polkadot. Thì mọi người đều biết là trong thời gian tới thì cái nền tảng Polkadot hiện tại đang rất là hot và cái dòng vốn mình dự đoán rằng là sẽ chảy vào cái nền tảng này rất là nhiều. Thế nên là các bạn nên chú ý tới cái nền tảng Polkadot cũng như là những cái dự án xung quanh cái nền tảng này. Thì mình đã mất khá là nhiều thời gian để mình nghiên cứu cũng như là lọc ra được những cái dự án này để mình chia sẻ với mọi người, thì hy vọng là mọi người có thể có thêm thông tin. Thế đây là những cái dự án mà hiện tại nó chưa lên sàn, nó còn rất là mới. Tuy nhiên nó cũng có cái lý do để chúng ta đáng chú ý ở trong cái thời gian tới, đúng không ạ? Thì trước khi mà mình đến với review cái những cái dự án này thì các bạn sẽ cần phải hiểu một chút một số cái khái niệm của cái nền tảng Polkadot, thì nó cũng khá là phức tạp nếu như các bạn chưa biết. Thì những cái dự án mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay ấy, nó sẽ có cái tỷ lệ chiến thắng khá cao trong cái cuộc đấu giá có tên gọi là Parachain trên cái nền tảng Kusama. Đây là một cái nền tảng mà người anh em song sinh của Polkadot, và với cái việc mà được đấu giá thành công ở trên cái nền tảng Kusama đồng nghĩa với cái việc là cái dự án đó hoàn toàn có thể trở thành cái thành viên chính thức của hệ sinh thái Polkadot, và đó sẽ là những cái dự án thực sự nó rất là tiềm năng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái dự án này nó sẽ giải quyết những cái vấn đề gì cũng như những cái điểm mạnh của nó sẽ là như thế nào, đúng không ạ? Thì trước khi đến với nội dung chính của video, thì với các bạn nào mà các bạn đang giao dịch và các bạn cần cái sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh. Thì mình có nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như là về phân tích kỹ thuật, thì ở trên này mình cùng các admin sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và trong thời gian tới thì mình sẽ có một cái nhóm chia sẻ những cái kèo IDO tiềm năng cũng như là phân tích những cái dự án cũng như là những cái điểm mua, điểm vào, những cái altcoin. Thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể để lại thông tin, thì sau đó sẽ có admin hỗ trợ và add các bạn vào trong nhóm này. Quay trở lại với cả cái nội dung chính của review ngày hôm nay, thì có lẽ là những cái bạn nào mà các bạn quan tâm tới thị trường thì các bạn sẽ không xa lạ gì với những cái tên như là Polkadot hay là Kusama. Tuy nhiên thì với những cái bạn mới thì cái hệ sinh thái này nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy tương đối là khó hiểu. Có lẽ là nó hơi rườm rà phức tạp, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra chính cái cấu trúc phức tạp này của Polkadot nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái này nó giải quyết được gần như là toàn bộ những cái gì mà công nghệ blockchain của những cái dự án khác nó đang gặp phải. Đó. Cái điểm mạnh đầu tiên của Polkadot đó chính là cái khả năng mà giao tiếp với hoặc là tương tác với những cái blockchain khác. Hiện tại thì các bạn hình dung một cách đơn giản là có hàng trăm blockchain được phát triển và đang vận hành. Tuy nhiên thì đó là những cái blockchain nó riêng rẽ và nó rất là khó khăn trong cái việc gọi là kết nối được với nhau, đúng không ạ? Thì cái việc mà kết nối với cả Polkadot ấy, thì nó sẽ giúp cho những cái blockchain riêng rẽ này nó sẽ có thể không chỉ truyền tải được thông tin, những cái loại tài sản, mà nó còn truyền tải được những cái dữ liệu khác mà nó vẫn duy trì được cái tính bảo mật. Hay các bạn hiểu một cách đơn giản ấy, Polkadot nó chính là Internet trong cái thế giới blockchain, đúng không? Internet thì giúp chúng ta kết nối mọi thứ lại với nhau, thì cái Polkadot nó cũng đóng cái vai trò tương tự như Internet trong cái thế giới blockchain. Các bạn hiểu đơn giản như vậy. Thì cái việc mà những cái blockchain riêng rẽ họ hoạt động thì nó sẽ làm cho cái tình trạng dễ gây cái tình trạng tắc nghẽn, nó giống như là cái tình trạng Ethereum đang gặp phải, và khiến cho cái chi phí nó bị đội lên rất là cao. Thực tế là không phải dự án nào nó cũng có thể dễ dàng kết nối được với cả cái nền tảng Polkadot, và đó là lý do tại sao mà một cái nền tảng song sinh với Polkadot ra đời, nó có tên là Kusama. Thì đây là một cái nền tảng gọi gần như là test của Polkadot ấy. Tức là nếu những cái dự án nào mà muốn kết nối với Polkadot thì nó sẽ cần phải test và kết nối thành công trên cái mạng lưới của Kusama trước đó. Và để kết nối được với Kusama thì nó sẽ phải trải qua một cái quy trình đấu giá thì mới được kết nối, đúng không ạ? Chứ không phải là bất kỳ một cái dự án nào cũng có thể được lựa chọn. Nhìn chung thì để mà có thể lựa chọn được một cái dự án trên Polkadot thì nó không phải là một cái điều dễ dàng, và nó phải trải qua rất là nhiều những cái vòng test và những cái vòng đấu giá khác nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái quy trình đấu giá để mà có thể lên được Kusama đó. Thì quy trình này nó có tên là Parachain đó, các bạn nhớ những cái thuật ngữ để các bạn hiểu một cách dễ dàng. Thì cái cuộc đấu giá này nó sẽ diễn ra trong tầm khoảng 5 tuần, và trong 5 tuần này thì nó sẽ tìm ra 5 cái dự án để mà có thể trở thành Parachain kết nối trực tiếp với cả mạng lưới của Kusama, các bạn hiểu không ạ? Và để mà đấu giá thì những cái dự án này họ sẽ được huy động cái đồng coin có tên là KSM từ cộng đồng, và cái số KSM này nó sẽ được lock lại cho tới hết cái thời điểm mà thuê cái slot của Parachain, và đổi lại thì những nhà đầu tư họ sẽ nhận được một cái lượng token của cái dự án
tương ứng với cả cái tỷ lệ KSM mà họ đã lock. Thì việc lock lại KSM thì sau này là Dot cũng sẽ giúp cho hai cái đồng coin này nó sẽ trở nên khan hiếm và tăng giá trong tương lai. Nếu như mà dự án không chiến thắng trong cái cuộc đấu giá thì các nhà đầu tư bị lock token họ sẽ được trả lại. Đó. Thì đó là lý do tại sao mà mình lựa chọn những cái dự án mà đã chiến thắng trên cái cuộc đấu giá của Kusama. Vì một khi đã kết nối được với Kusama để mà test thì cái cơ hội trở thành cái thành viên trong cái mạng lưới của Polkadot chính thức ấy, nó là rất là lớn. Và đây chắc chắn là những cái dự án thực sự là rất là tiềm năng. Đó. Thì cái vòng đấu giá thứ nhất ở trên Kusama đã diễn ra thành công vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. Dự án có tên là Karura đã chiến thắng áp đảo với hơn 500.000 KSM được khóa lại, tương đương với số tiền là khoảng 160 triệu đô. Rồi xếp sau là Moonriver, Trident, Bistros và Kala. Trong cái vòng đấu giá thứ hai đang diễn ra thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Thì hiện tại chúng ta đã tìm ra được những cái dự án đầu tiên chiến thắng trong cái cuộc đấu giá lần này. Đó chính là Cure Protocol với khoảng hơn 220.000 KSM được lock lại, tương ứng với 69 triệu đô la. Xếp sau là Calamari Network với khoảng 200.000 KSM và khả năng rất là cao là Calamari sẽ chiến thắng ở phiên tiếp theo. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ review lại những cái dự án mà mình cho rằng là các bạn sẽ cần phải quan tâm trên cái mạng lưới của Kusama, đúng không ạ? Và đồng thời nó cũng là trên cái mạng lưới của Polkadot. Đó, thì hy vọng là những cái chia sẻ ở phần đầu các bạn đã hiểu qua được cái cách thức vận hành của Polkadot là như thế nào, cũng như là cái cách thức vận hành của những cái dự án là ra sao, tại sao lại đánh giá nó là tiềm năng, ok không ạ? Thì đến với cái dự án đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải quan tâm, đó là cái dự án có tên là Q Protocol, viết tắt của KILT. Thì đây là một cái giao thức blockchain với cái mã nguồn mở. Nó sẽ giúp cho người dùng lưu trữ những cái thông tin có thể được thu hồi và được mã hóa để mà đảm bảo tính bảo mật. Nghĩa là các bạn có thể toàn quyền quản lý dữ liệu, share dữ liệu cho ai, share những cái thông tin gì là tùy các bạn. Bên cạnh đó thì cái dự án này nó cũng giúp cho người dùng chứng minh cái danh tính trực tuyến mà không cần phải nhập mật khẩu hay là những cái dữ liệu khác. Nhìn chung thì đây là một cái mảnh ghép rất là quan trọng trong cái web 3.0 và cũng là cái mong muốn và cái tầm nhìn của Gavin Hood muốn biến Internet thành cái nơi mà người dùng có thể toàn quyền kiểm soát những thông tin và dữ liệu của họ. Tiếp theo đó là về cái team phát triển. Thì team phát triển của dự án này là đến từ Đức, bao gồm những cái thành viên có khá là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain cũng như là lập trình máy tính. CEO của dự án có tên là Ingo Rupp, đồng thời đây cũng là cái thành viên trong cái hiệp hội blockchain quốc tế có khoảng hơn 100 thành viên ở trong đó. Và đặc biệt là đội ngũ của dự án có một cái tên đó là Kaspersky Mill. Ông này là đóng cái vai trò là giám đốc tài chính. Và cái ông Kaspersky này cũng chính là CFO của Web3 Foundation. Đây là cái quỹ rất là quan trọng mà các bạn nào mà đầu tư đến vào Polkadot ấy, các bạn sẽ phải quan tâm đến cái quỹ này. Mình nhắc lại, cái quỹ này tên là Web3 Foundation. Đây là cái quỹ mà đứng sau Polkadot cũng như là đứng sau cái Kusama. Đó. Và các bạn có thể thấy là cái đội ngũ của Q rất là chất lượng và họ có cái quan hệ mật thiết với Web3 cũng như là có một cái mối quan hệ rất là rộng trong cái lĩnh vực blockchain. Ngoài ra thì cái danh sách backer của dự án này cũng rất là ok. Đó là những cái quỹ ví dụ như Averse Venture, BMV Capital và Moonboost Capital. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin về token. Thì token của dự án Q nó có tên là KILT. Và cái đồng token này nó sẽ có cả trên Kusama và Polkadot. Sẽ có tổng cộng là 150 triệu Q sẽ được phát hành trước khi mà cái dự án này khởi động chính thức. Trong đó bao gồm 4,5 triệu Q là sẽ được dùng để mà thưởng cho những cái người mà đã lock KSM, đúng không ạ? Để mà Q có thể tham gia được trong cái cuộc đấu giá. Hiện tại thì cái phiên đấu giá đã kết thúc và nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn sẽ cần phải chờ cho nó list lên các sàn giao dịch. Và tổng cung tối đa của Q sẽ là 290 triệu được phân bổ trong vòng 5 năm. Đó, thì các bạn nào mà quan tâm đến dự án này các bạn hãy đợi theo hãy follow những cái thông tin trên Twitter cũng như trên Telegram chờ xem là nó sẽ listing lên sàn dịch nào cũng như là với cái mức giá ra sao, các bạn có thể tham khảo. Ok, cái dự án thứ hai mà mình nghĩ rằng là cũng rất là đáng quan tâm, nó có tên là Calamari Network, hay chúng ta còn biết đến với cái tên gọi là Manta. Thì cái dự án này đã kêu gọi được khoảng hơn 200.000 KSM, tức là tương đương với giá trị là 68 triệu đô. Và nó cũng thực sự nó cũng không thua kém gì nhiều so với cái dự án trước là Q Protocol. Ngoài ra thì cái số người tham gia vào cái phiên đấu giá của Calamari còn đông hơn cả Q Protocol. Thế vậy thì đâu là cái điểm đặc biệt của dự án này, đúng không ạ? Thì Calamari Network ấy là một cái phiên bản ánh sáng trên Kusama của Manta Network.
và nó sẽ có cái mục đích để mà bảo vệ cái quyền riêng tư trong cái lĩnh vực DeFi trên những cái nền tảng gắn trên Kusama, và nó cũng sẽ mang lại cái bảo mật riêng tư on-chain cho những cái giao dịch. Thì Calamari nó sẽ cung cấp hai cái sản phẩm chính. Thứ nhất là MariPay và thứ hai là MariSwap. MariPay thì sẽ hỗ trợ chuyển coin và token trên mạng lưới của Kusama một cách ẩn danh, kể cả những cái stablecoin và Grab được cả BTC. Trong khi đó thì MariSwap sẽ đóng vai trò như là một cái sàn phi tập trung decentralized exchange, sẽ giúp cho người dùng có thể swap được những cái đồng coin trên mạng lưới của Kusama và đảm bảo quyền riêng tư cho những cái địa chỉ ví này. Nhìn chung thì dự án này sẽ giải quyết được cái vấn đề về ẩn danh, chống giảm giá, chống giám sát, tuy nhiên thì vẫn đảm bảo được cái khả năng tương tác giữa những cái token trên mạng lưới và cái tính phi tập trung. Cái đồng token của cái dự án này có tên là KMA, thì đây cũng là một cái đồng token sẽ đóng vai trò để mà chi trả chi phí sử dụng trong cái dịch vụ trong cái sản phẩm MariPay và MariSwap. Tuy nhiên thì phần thưởng và những cái holder nhận được sẽ được đốt hoặc là sẽ được hoán đổi. Vì vậy mà KMA sẽ là một cái đồng token mang cái tính chất là càng ngày nó sẽ càng giảm đi ở trong tương lai. Một trong những cái yếu tố mà các bạn sẽ cần phải quan tâm liên quan đến cái dự án này đó là những cái quỹ đầu tư vào dự án này. Những cái quỹ, những cái tên mà chúng ta có thể kể đến ví dụ như là Polychain Capital, ví dụ như là Three Arrows Capital, và đặc biệt là có một cái tên rất là quen thuộc, đó chính là Alameda Research. Đây là cái quỹ và đứng đằng sau đó chính là Sam Swan, ông chủ của sàn FTX và cái hệ sinh thái Solana đó. Thì với cái danh sách những cái quỹ đầu tư chất lượng như thế này thì mình nghĩ rằng là cái việc mà Calamari chiến thắng cái slot thứ 7 của Kusama nó cũng không phải là một cái điều gì bất ngờ. Mặc dù là cái sản phẩm này nó chưa ra mắt, chúng ta cũng chưa đánh giá khách quan được, tuy nhiên thì mình đánh giá đây là một cái dự án khá tiềm năng để các bạn có thể cân nhắc theo dõi và đầu tư trong cái thời gian tới. Ok, tiếp theo cái dự án thứ 3 mà mình muốn chia sẻ với mọi người có tên là Basileaks. Thì đây là một cái phiên bản ánh xạ của Hydra DX sắp sửa đấu giá ở trên Polkadot. Và đây là một cái giao thức thanh khoản cross-chain được xây dựng trên cái bộ khung của Subred, và nó thích nghi tốt với những hệ sinh thái ví dụ như là Polkadot hay là Kusama. Thì cái phiên bản đầu tiên của Basileaks này nó sẽ được triển khai giúp cho những cái dự án họ có thể là phân phối token ra cộng đồng một cách công bằng và hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái đội ngũ của Basileaks cũng đang xây dựng cái sàn NFT, và có thể nói là cái tham vọng của họ sẽ là khá là lớn. Tuy nhiên thì về đội ngũ phát triển cũng không có nhiều thông tin. Chỉ biết là đứng sau dự án này đó chính là Z Prime Capital, một cái quỹ đầu tư đến từ Slovakia. Ngoài ra thì dự án cũng nhận được cái sự đầu tư từ 7 cái quỹ đầu tư khác trong cái vòng gọi vốn ban đầu. Tuy nhiên thì số vốn của họ huy động được là không thực sự là nhiều. KR1 là cái quỹ đầu tư top của dự án này cũng chỉ đầu tư vỏn vẹn là khoảng $200,000, một cái số tiền thực sự là khá là khiêm tốn với một cái startup trong cái lĩnh vực tiền điện tử. Mặc dù là cái tham vọng của dự án tương đối là lớn, tuy nhiên thì xét về cái khía cạnh những cái thành phần đứng sau thì Hydra DX thực sự nó cũng không quá nổi bật. Và ngoài ra thì Pacific họ cũng sẽ phải cạnh tranh với cả Karura, một cái dự án Decentralized Exchange đã thắng áp đảo trong cái vòng đấu giá đầu tiên. Và đây sẽ là một cái thử thách thực sự là rất là lớn đối với cả Pacific. Về cái token của dự án thì tổng cung nó sẽ là khoảng 100 tỷ BSX, và 15% số này thì sẽ được thưởng cho cộng đồng và những cái người đã lock KSM để mà vote cho BSX trong cái thời gian đấu giá. Và cái thời điểm mà mình làm video này thì các bạn sẽ vẫn có thể tiếp tục tham gia cái lock KSM để mà đấu giá BSX, đúng không ạ? Và ngoài ra thì Pacific hiện tại họ cũng sẽ tặng kèm gần 7 triệu HDX cho cộng đồng tham gia trong thời gian tới. Và cái số token này thì sẽ được unlock dần cho tới khi hết cái thời gian HDX thuê slot. Ok, đó là cái dự án thứ 3 mà các bạn có thể quan tâm. Đến cái dự án thứ 4 thì cái dự án này là một cái dự án có tên là OnTide. Thì cái dự án OnTide này sẽ giúp cho người dùng có thể mã hóa được cái tài sản của họ thành NFT và thực hiện được những cái hoạt động tài chính với cái NFT đó. Tài sản ở đây sẽ bao gồm bất kể những loại tài sản, ví dụ như là nhà, xe hay là vận đơn. Và điều này sẽ giúp cho các cái tài sản tài chính có thể phá vỡ mọi rào cản cũng như là cái khả năng mở rộng và tăng cái tính thanh khoản. Ngoài việc được xây dựng ở trên Polkadot thì OnTide cũng sẽ có cái cầu nối ban đầu với cả Ethereum và giúp cho cái dự án này có thể là kết nối với cái thế giới NFT đang rất là rộng. Centrifuge cũng đã huy động được khoảng 11,8 triệu USD sau 5 vòng gọi vốn ban đầu, và có một cái quỹ khá là đáng chú ý đầu tư vào cái dự án này có tên là Galaxy Digital, đúng không ạ? Đây là cái quỹ đầu tư tỷ đô ở trên sàn chứng khoán của Mỹ. Và một cái quỹ khác có tên là Moxiat, đây cũng là một cái quỹ mà có cái danh mục đầu tư lên tới hàng trăm triệu USD. Và vì thế mình nghĩ rằng đây là một cái dự án cũng khá là đáng để chúng ta quan tâm trong thời gian tới.
Về token thì hiện tại sẽ có khoảng 505 triệu token được phát hành, trong đó là 15,8% sẽ được phân phối cho những cái người stake trên KSM. Ok, và cái dự án cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nó có tên là dự án Heiko Finance. Thì cái dự án này nó là một cái phiên bản ánh xạ của Parallel trên Polkadot. Heiko sẽ cho phép người dùng vay, cho vay staking margin và có cả ví cross chain nữa, đóng vai trò như là một cái ngân hàng trên các mạng lưới của Kusama. Ngoài ra thì trong thời gian tới thì Paracel cũng sẽ có một số những cái sản phẩm mà mình thấy là rất là hay và cần thiết. Thứ nhất đó chính là Ocean Launch. Đây là cái sản phẩm để mà phục vụ cho những cái dự án để mà đang tham gia đấu giá ở trên Parachain, sẽ giúp nâng cao cái cơ hội thắng cuộc và không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào cộng đồng. Bởi vì bình thường những cái dự án thì họ sẽ phải chi khá là nhiều tiền cho những cái vấn đề về huy động vốn từ cộng đồng, thế nên là đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thiết thực đối với họ. Và giống như những cái doanh nghiệp thì bên cạnh cái khoản vốn đầu tư từ những nhà đầu tư thì doanh nghiệp đó sẽ cần phải vay vốn để có thể thực hiện được cái dự án của mình. Tiếp theo thì trong thời gian tới thì Heiko sẽ phát triển một cái sản phẩm nó có tên là Parashare. Thì cái sản phẩm này nó sẽ phát triển thông qua một cái hợp đồng thông minh và có thể token hóa được những cái khoản như là KSM và DOT mà cộng đồng đã lock của dự án để mà biến chúng thành những cái token có thể mua bán được. Nếu làm được như thế thì số KSM và DOT bị lock này nó sẽ vẫn có cái tính thanh khoản thay vì nó sẽ bị lock trong một khoảng thời gian tương đối dài. Và đây là một cái tính năng thực sự là rất là mới và mình cũng rất là muốn biết được là cái dự án này họ triển khai cái tính năng này như thế nào. Thì cái vấn đề gọi vốn thì trong hai vòng gọi vốn đầu tiên thì Parallels đã huy động được một số tiền rất là ấn tượng lên tới là 24 triệu USD trong tổng cộng là hai vòng. Và cái danh sách quỹ đứng đằng sau Parallel cũng là những cái tên rất là đình đám trong thị trường, ví dụ như là Polychain, ví dụ như là Pantera Capital và có cả Alameda Research nữa. Đây chắc chắn là một trong những cái dự án mà sẽ là có cái tiềm năng trong cái thời gian tới, đúng không ạ? Hiện tại thì cái thông tin cụ thể về token của Heiko thì chưa có, tuy nhiên thì theo cái thông tin từ cái cuộc đấu giá thì sẽ có khoảng 25 triệu HKO tương đương với là 2,5% tổng token sẽ được phân phối cho cộng đồng đã ủng hộ dự án trong cái phiên đấu giá hiện tại trong vòng 1 năm tới. Và các bạn nếu muốn thì các bạn có thể lock KSM để có thể nhận được cái token của dự án. Thì ok, thì đó là những cái dự án mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Các bạn mà chưa hiểu phần nào, các bạn nên xem kỹ lại. Bởi vì mình nghĩ rằng là cái hệ sinh thái Polkadot và những cái dự án ở trên cái hệ sinh thái này trong thời gian tới nó sẽ rất là tiềm năng. Và hiện tại nó vẫn chưa được đẩy giá nhiều. Và đó lý do tại sao nó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn những cái dự án, ví dụ như những cái nền tảng như là Solana, đúng không ạ? Như là Near chẳng hạn, nó đã có những cái mức giá tăng trưởng rất là mạnh. Và những cái dự án ở trên Polkadot, cái dự án tiềm năng thì thực sự nó chưa được đẩy giá nhiều. Mặc dù là nó có những cái dự án các bạn thấy là đầu tư lên tới hàng chục triệu đô, 20-30 triệu đô. Và hiện tại nó vẫn đang phát hành sản phẩm, nó vẫn đang bán và thậm chí nó còn chưa list sàn. Thì đó là những cái dự án mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm và theo dõi ở trong cái thời gian tới. Tất nhiên đây là những cái nhận định mang cái tính chất là cá nhân. Đây cũng không được xem là một cái lời khuyên đầu tư. Thế nên là nếu như các bạn mà quan tâm đến cái dự án nào, các bạn cảm thấy là các bạn hiểu về dự án đấy, các bạn nên tìm hiểu thật là kỹ cũng như là tham khảo nhiều nguồn để các bạn có được một cái quyết định đầu tư chính xác nhất. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục là nghiên cứu và research một vài những cái dự án mà mình cảm thấy khá ổn để mà mình đầu tư. Mình sẽ chia sẻ những cái dự án đó cho mọi người để chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Thì để có thể theo dõi được những cái video này, các bạn hãy nhớ nhấn nút subscribe kênh và nhấn hình quả chuông bên cạnh để trong thời gian tới mình post video sẽ các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và các bạn không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người cái video sau. Xin chào.